năm 2017, tôi cùng ban nhạc Khô Xúc Tôm đi lưu diễn ở 5 nước Đông Nam Á, một trong những nước đó là Việt Nam. Chuyến hành trình đó cho tôi cơ hội gặp gỡ những người dân Việt Nam, nhìn thấy thiên nhiên tươi đẹp của Việt Nam, khám phá văn hóa Việt Nam, và đó là cơ hội lớn để tôi ghi lại những kỷ niệm đẹp trong đời. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức một cuộc thi ca khúc viết về Việt Nam dành cho các nhạc sĩ. Cuộc thi này tái hiện những kỷ niệm của tôi với người dân Việt Nam. Vì vậy, tôi đã chia sẻ kỷ niệm này với người bạn là nhà thơ Occam Bayer, và anh ấy đã giúp tôi đặt lời tựa cho ca khúc là mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào. Thay mặt cho toàn thể nhân dân Mông Cổ và tất cả người dân Mông Cổ đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn tới Việt Nam. Việt Nam và Mông Cổ có mối quan hệ hữu nghị và tốt đẹp lâu đời. Chúng tôi rất vui vì đã tham gia và đạt kết quả tốt trong cuộc thi này. Trong rất nhiều các ca khúc của các tác giả người nước ngoài tham gia hát lên Việt Nam, Lết Sinh Việt Nam năm nay, mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào của tác giả Ariombo Dagdori là một trong những ca khúc để lại nhiều cảm xúc và được hội đồng giám khảo đánh giá rất cao. Tất cả hội đồng giám khảo là đều cho rằng đấy là một cái tác phẩm hết sức là tâm huyết về Việt Nam, kể cả về ý tứ nói về Việt Nam và đặc biệt là về phần âm nhạc. Phải nói rằng là lâu lắm rồi mới có một cái bản nhạc mà được trau chuốt từ phần âm nhạc cho đến phần phối khí hòa âm và chơi bằng cả một dàn nhạc giao hưởng. Điều đó tôi thấy rằng là họ rất là trân trọng với tác phẩm đó và trân trọng với cái món quà đó gửi đến Việt Nam. Với ca từ sâu lắng, giai điệu đầy cảm xúc, phảng phất không khí thảo nguyên, mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào sẽ khiến nhiều người Việt Nam phải xúc động. Lời ca vẽ lên hình ảnh hùng vĩ, yên bình với lịch sử ngàn năm, đi qua những đổ nát để bước tới tương lai với khát vọng về hòa bình. Đó là sự đồng điệu về tâm hồn của hai dân tộc Việt Nam, Mông Cổ.